Ngọc Lan kính chào quý khán giả Nghị Việt TV, bản tin TV trưa thứ hai 17 tháng 2 năm 2014, mở đầu bằng phần tóm lược các tin chính. Tướng Công an Phạm Quý Ngọ có thể bị xử lý. Nữ sinh gốc Việt được chọn dự Congress of Future Medical Leaders. Phi công vụ cướp máy bay Ethiopia xin tị nạn ở Thụy Sĩ. Phụ nữ Mỹ có bằng cấp hơn chồng nhiều kỷ lục. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, người bị Dương Chí Dũng khai đã nhận hối lộ hơn nửa triệu đô la, có thể sẽ bị tạm đình chỉ công tác để điều tra. Báo Người Lao động hôm 17 tháng 2 dẫn lời ông Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho hay đã có một số ý kiến đề xuất tạm đình chỉ công tác đối với Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ để đảm bảo việc điều tra, làm rõ những nội dung tố cáo của Dương Chí Dũng. Vẫn theo lời bài báo này, thì thông tin từ Ban Nội chính Trung ương cho biết, trong tháng Giêng năm 2014, trường hợp ông Phạm Quý Ngọ đã được báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời là trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ban này hiện do ông Nguyễn Bá Thanh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm trưởng ban, và ông Thanh là người đích thân đến dự phiên tòa xử Dương Chí Dũng. Theo lời ông Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nói với báo Người Lao động, thì về nguyên tắc, phải đình chỉ công tác, nhưng ông Ngọ đang bệnh nặng nên việc này nhạy cảm. Nếu sốc mạnh thì cũng không lợi lắm, còn thực hư đúng sai thì vẫn phải chờ. Tường vi phạm, một nữ trung học gốc Việt 17 tuổi ở San Jose được chọn tham dự hội nghị Congress of Future Medical Leaders kéo dài 3 ngày dành riêng cho các học sinh trung học ưu tú có ý muốn theo học ngành y từ khắp Hoa Kỳ, diễn ra tại thủ đô Washington từ thứ Sáu ngày 14 tháng 2 đến hết ngày Chủ nhật 16 tháng 2. Tường Vi cho biết, em thích làm bác sĩ từ nhỏ, nhưng khi ba em bị đột quỵ, mất vào năm em học lớp 7, thì em quyết tâm theo học ngành y. Từ năm học lớp 9, em đã bắt đầu xin làm việc thiện nguyện ở bệnh viện, cũng như tham dự một số buổi thuyết trình về y khoa ở một số trường đại học gần nhà. Congress of Future Medical Leaders do trường National Academy of Future Physicians and Medical Scientists tổ chức, với sự tham dự của các học giả đoạt giải Nobel, các bác sĩ trưởng khoa, các bệnh nhân từng được chữa trị, các ca bệnh đặc biệt, các thiếu niên hiện làm việc tại các phòng nghiên cứu khoa học. Ngoài những nhân vật đã có những đóng góp hàng đầu cho nền y học thế giới, thì một số thanh thiếu niên từng đoạt giải cho các công trình nghiên cứu y khoa và những chuyên gia tâm lý và đời sống cũng sẽ thuyết trình tại hội nghị. Liên quan đến phần tin thế giới, thì một phi công phụ cướp chiếc máy bay của Ethiopian Airlines trong một chuyến bay đêm từ Addis Ababa đi Ý rồi hạ cánh xuống phi cảng quốc tế Geneva sáng thứ Hai và xin tị nạn ở Thụy Sĩ. Theo lời của các hành khách, thừa lúc phi công chính đi vào phòng vệ sinh, thì phi công phụ đã khóa cửa phòng lái, giành lấy quyền điều khiển chiếc máy bay Boeing 737-300, máy bay chở 200 người, kể cả 7 nhân viên phi hành đoàn, từ thủ đô Addis Ababa đi Milan, Ý, bị cướp khi bay ngang không phận Sudan. Khi máy bay đến không phận Âu Châu, thì hai máy bay chiến đấu của Ý và sau đó các máy bay của Pháp đã cất cánh lên bay theo. Nhà chức trách Thụy Sĩ nói rằng máy bay đã xin đáp khẩn cấp xuống Geneva và họ chưa biết là có vụ không tặc. Phi công phụ tên là Helemandin Apera, 39 tuổi, làm việc cho Ethiopian Airlines từ 5 năm, đã dùng một sợi dây leo qua cửa sổ phòng lái xuống sân bay và tự ý xin đầu hàng. Cảnh sát sau đó đã bao vây máy bay, yêu cầu hành khách đưa hai tay lên đầu khi bước ra ngoài. Không có ai bị thương trong vụ cướp máy bay này. Cuối cùng là tin kết quả khảo cứu của Pew Research Center cho thấy phụ nữ ở Mỹ có nhiều bằng cấp hơn chồng ngày càng nhiều. Các cặp mà chồng có bằng cấp kém vợ chiếm 21%, đã tăng gấp 3 lần tính từ năm 1960. Cô Wendy Wang, một người trong nhóm nghiên cứu nhận định, ở Mỹ trước đây, người chồng thường có học thức cao hơn vợ. Sau 3 thập niên thì phần trăm số cặp vợ chồng mà trong đó người chồng có học thức cao giảm xuống 20% trong năm 2012. Tuy nhiên, người vợ có bằng cấp hơn chồng không đồng nghĩa với việc họ kiếm được tiền nhiều hơn chồng. Vừa rồi là bản tin trưa ngày thứ Hai, 17 tháng 2 năm 2014. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.